9 thứ lạ lùng nhất được tìm thấy trên bãi biển. Kính Lốt TV xin chào các bạn. Các bạn biết đấy, biển cả thì luôn ẩn chứa đầy rẫy những bí ẩn và những sinh vật lạ lùng, khiến cho người ta không khỏi thốt lên kinh ngạc. Từ đâu mà hàng ngàn đôi giày hiệu Nike lại được phủ kín bên bờ biển của nước Mỹ như thế này? Thực hư về sự xuất hiện của nàng tiên cá trên bờ biển Tây Ban Nha có điều gì đặc biệt? Hay những chiếc máy bay từ thời Thế chiến thứ hai bỗng nhiên được phát hiện tại những vùng ven biển rộng lớn có điều gì bí ẩn đây? Cùng với đó là vô vàn những thứ lạ lùng và không kém phần kinh dị đã được người ta phát hiện trên biển. Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đó là những thứ gì nhé! Đầu tiên đó chính là hàng ngàn đôi giày phủ kín bờ biển. Các bạn biết đấy, ngày nay thật không khó để chúng ta bắt gặp những thứ rải rác như là quần áo, vỏ bánh kẹo linh đênh trên mặt biển bị sóng đánh giặt vào bờ. Tuy nhiên, cảnh tượng hàng ngàn đôi giày hiệu cùng với mẫu mã đủ size đủ số cùng trôi giặt tại một bãi biển như thế này thì quả là hiếm gặp. Được biết, vào những năm 1900, sau một trận bão kinh hoàng, 6 chiếc container của một con tàu đã chở hàng gặp nạn và bị rơi xuống biển Thái Bình Dương, khiến cho hàng tấn giày rơi ra và trôi vào bờ. Ước tính có tới 61.000 đôi giày mang nhãn hiệu Nike được người ta vớt trục và thu gom tại bờ biển phía Tây nước Mỹ. Chắc hẳn ông lớn Nike đã mất khá số tiền trong sự cố không mong muốn này. Trái lại thì người dân quanh vùng vô cùng háo hức, nô nức rủ nhau ra đến thử và chọn những đôi giày vừa với chân mình. Sự kiện này thậm chí còn thu hút các nhà khoa học. Họ phát hiện tất cả những đôi giày đều có cùng một số series do lỗi trong quá trình sản xuất, đó là 90, 04 và 06. Qua đó thì chúng ta cũng có thể được mở rộng thêm một chút kiến thức về giày đó chứ nhỉ. Hãy cẩn thận khi mua giày mà phát hiện có những số series lỗi kể trên nha. Và bên cạnh những kiện giày siêu hời thì vào tháng 1 năm 2017 tại bờ biển Branscombe của Devon, Anh, người ta cũng đã phát hiện ra hàng trăm tấn hàng hóa từ những container trên tàu chở hàng Napoli bị đắm trôi vào tại đây. Và khi đó thì người dân hiếu kỳ ùn kéo đến quan sát, thi nhau hôi của trời ban. Người thì nhặt được vài thùng rượu, người may mắn hơn thì kiếm được cả xe mô tô phân khối lớn mang nhãn hiệu BMW, khiến bao nhiêu người không khỏi trầm trồ về độ may mắn hết phần thiên hạ của anh ta. Hay gần đây nhất là vào đầu năm 2017, người dân xung quanh hòn đảo Langeoog của Đức đã không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra vô số những quả trứng phục sinh đựng các đồ chơi đầy màu sắc giạt vào bờ biển của nước này. Nguyên nhân dẫn đến lộc lá trên trời rơi xuống này là một cơn bão lớn khiến vài container của một chiếc tàu chở hàng bị rơi xuống biển. Và các bạn nghĩ thế nào, hoặc là sẽ làm gì khi mà gặp cảnh này thì nhớ comment chia sẻ suy nghĩ cho mọi người cùng biết nha. Tiếp theo, hãy cùng khám phá một vật thể vô cùng hay mang chứng tích lịch sử hồi chiến tranh trôi giặt vào bờ biển luôn. Thứ hai, xác máy bay trong Thế chiến thứ hai. Các bạn biết đấy, Thế chiến thứ hai đã kết thúc cách đây 77 năm. Đây là một cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Hơn 70 quốc gia với 1,7 tỷ người đã bị lôi cuốn vào trong vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế và nhiều làng mạc, thành phố bị phá hủy, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần chiến tranh thế giới thứ nhất bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong hơn 1.000 năm trước đó cộng lại. Và không những vậy, cho đến bây giờ thì người ta còn tìm thấy những mảng tàn tích do cuộc chiến tranh này để lại. Điển hình như vào năm 2020, vợ chồng ông bà Graham Holden và Debbie Harley đã tình cờ bắt gặp một xác máy bay từng hoạt động vào thời Thế chiến thứ hai khi đi dạo trên bãi biển của thị trấn Claretopes, thành phố Lincoln. Sau khi nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia Bảo tàng Không quân Hoàng gia Anh RAF, họ cho rằng đây là máy bay Bristol BL Fighter TFX số hiệu GM333 thuộc phi đội 254 của RAF. Máy bay này đã rơi vào ngày 21 tháng 4 năm 1944, không lâu sau khi cất cánh tại North Cortes, Lincolnshire, do hai động cơ đều hỏng. Và theo thời gian thì nó đã bị vùi lấp và nhờ thủy triều mà giạt vào bờ biển Claretopes sau 78 năm sau gặp sự cố. Ngoài ra, tại vùng biển nông của xứ Wales, người ta cũng từng phát hiện ra xác của một chiếc máy bay tiêm kích Lockheed P-38 Lightning mà nước Mỹ đã sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Qua đó đủ để thấy quy mô của chiến tranh này quả thực quá khủng khiếp. Và tiếp theo là một cảnh tượng có thể khiến không ít người run sợ, không dám đặt chân tới biển luôn. Thứ ba, những sinh vật biển kỳ quái. Các bạn thân mến, hãy thử tưởng tượng nếu một ngày đẹp trời bạn đang tung tăng dạo chơi trên bờ biển thơ mộng thì bỗng phát hiện ra cả tá sinh vật kỳ dị bò lổm ngổm trên mặt cát. Eo ơi, nghĩ thôi đã thấy ám ảnh rồi phải không? Tuy nhiên, khung cảnh kinh khủng khiếp hoảng hốt đã thực sự xảy ra tại một bờ biển Rockies của California, Hoa Kỳ vào năm 2019. Tại đây, người ta đã phát hiện ra hàng ngàn con cá của quý Spanish fish OA xuất hiện
ngoe nguẩy giăng kín cả một góc bờ. Tương tự thì vào năm 2014, những cơn gió siêu mạnh cũng đã thổi bay những sinh vật nhìn như thủy tinh, đó là sứa thủy gió, đến dọc bờ biển Tây Mỹ, khiến cho nơi đây bốc mùi nồng nặc không ai dám đến gần. Rồi thì kinh ngạc không kém chính là cảnh tượng hàng ngàn con cá mắc cạn từ dưới nước nhảy lên bờ. Chúng thậm chí còn hung hăng tới nỗi luôn liên tục quẫy đạp và nhảy về phía người ngư dân như thể là muốn công kích. Hóa ra, nguyên nhân khiến cho đàn cá kia sợ hãi tới mức nhảy lên bờ là do ảnh hưởng của thời tiết gây ra biển động. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ngày hôm đó không phải là một ngày thích hợp để ra khơi. Thậm chí có đôi khi, hiện tượng này còn cảnh báo về một thảm họa thiên nhiên có thể xảy ra sắp tới đấy. Tuy nhiên thì kinh dị hơn cả chính là sự xuất hiện của những gương mặt vàng trong làng quái dị sau đây. Thứ tư, quái vật biển. Những hình ảnh các bạn đang theo dõi trên màn hình chính là một con quái vật biển trôi giạt vào bờ biển Philippines vào hồi tháng 5 năm 2017, khiến không ít ngư dân hoang mang lo sợ. Theo đó, thì anh Astru Tuanakota, một ngư dân 37 tuổi sống trên đảo Seram, Philippines, là người đầu tiên phát hiện ra con quái vật biển khổng lồ này. Ban đầu, người đàn ông cứ nghĩ đó là một chiếc thuyền mắc cạn ở vùng nước nông, nhưng khi xem xét gần hơn thì Tuanakota phát hiện rằng đó là xác chết thối rữa của một sinh vật dài tới 15 mét. Đó có thể là một con mực khổng lồ bởi một phần cơ thể sinh vật trông như những xúc tu. Tuy nhiên, theo nhà khoa học đầu ngành Ocean Conservancy, ông Josh Leonas đã xác nhận xác chết thối rữa là một con cá voi tấm sừng vì phần xương nhô ra và những tấm sừng dùng để lọc thức ăn hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm của loài cá voi này. Bất ngờ hơn là chỉ một năm sau khi phát hiện ra xác con voi tấm sừng thì vào tháng 7 năm 2018 tại bờ biển Manila, Philippines lại tiếp tục xuất hiện một con quái vật dị hợm, mình đầy lông lá với chiều dài ước tính khoảng 6 mét, bốc mùi kinh sợ giống như là sinh vật biển đến từ hành tinh khác. Nhưng có lẽ đáng sợ nhất thì phải là con quái vật khổng lồ phủ đầy hàu trôi giạt vào bờ biển khiến tất cả các chuyên gia đều bối rối, trông cứ như là một con rắn vậy. Nhưng thực ra thì con rắn biển sân xui tua cuốn dị hợm này thực chất là một thân cây mục nát bọc bởi hàng ngàn con hàu cổ ngỗng và rong biển xung quanh. Những con hàu thường bám trên những giá thể dưới đáy biển để trôi theo dòng nước bắt những sinh vật phù du bằng chân giả làm thức ăn. Eo ôi, nhìn mà hốt hoảng thực sự luôn các bạn ạ. Và tiếp theo là những thứ cũng kỳ lạ không kém. Thứ năm, những quả cầu tuyết kỳ diệu. Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra tại vịnh Off Siberia, kỳ lạ tới mức khi nhìn qua, người ta sẽ tưởng tượng rằng khu vực vịnh đang được sử dụng để làm phim trường cho bom tấn viễn tưởng nào đó, hay ai đó đang rảnh rỗi ngồi nặn bóng tuyết để giết thời gian. Thực ra là không phải vậy. Những vật thể tuyết này hoàn toàn là sản phẩm của tự nhiên. Với đường kính lớn nhất lên tới 1 mét, những quả bóng tuyết này phủ trắng 18 km đường bờ biển và là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ của tự nhiên khi mà tuyết tự động vo viên thành hình tròn bởi tác động của gió và dòng biển. Cảm giác cứ như là một dải bánh trôi nước khổng lồ vậy. Không ai chắc chắn 100% tại sao, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng cao nhất có lẽ là do sự kết hợp tài tình của nhiệt độ, cấu trúc băng tuyết và dòng biển những viên đá tuyết này đã được hình thành. Tương tự thì những quả bóng tuyết lớn cũng từng xuất hiện tại một số nơi trên thế giới, một lần ở hồ Michigan nước Mỹ và một lần khác ở vịnh Phần Lan ở châu Âu. Hiện tượng hồ Michigan thì đã được các chuyên gia tại Liên hiệp các đại học nghiên cứu vũ trụ giải thích rằng sự nhiễu loạn trong nước đã bẻ gãy các liên kết của tuyết mềm thành những mảnh nhỏ, rồi những mảnh nhỏ hơn lại lớn dần thành một quả bóng tuyết khi gió đẩy chúng lăn trên nền nước lạnh. Và tiếp theo là một sinh vật vô cùng nổi tiếng trong huyền thoại, có thể các bạn không tin vào mắt mình luôn. Thứ 6, nàng tiên cá. Chà chà, chắc hẳn đây là một nhân vật đã quá quen thuộc và nổi tiếng trong tuổi thơ của các bạn nhỏ rồi phải không? Bởi với một giọng hát trong vắt và một gương mặt xinh đẹp siêu lòng người thì ai cũng đều yêu thích. Tưởng chừng đó chỉ là nhân vật trong truyện cổ mà thôi, nhưng những phát hiện về hóa thạch của sinh vật nửa người nửa cá trên tại các bờ biển có thể sẽ khiến các bạn suy nghĩ lại. Theo đó, vào năm 2014, tại bờ biển của hòn đảo Canaria, Tây Ban Nha, người ta đã phát hiện ra một xác chết khô đét với phần tay và khuôn mặt giống người, nhưng phần đuôi dài cùng với nhiều vây xung quanh có hình dạng rất giống với nàng tiên cá mà chúng ta thường thấy trong phim ảnh. Chỉ có điều, nàng tiên cá này trông hơi kinh, mặt thì tái xanh, nhợt nhạt, nhìn cứ ngỡ là quỷ dạ xoa nằm phơi nắng ý. Tương tự thì vào năm 2016, ông Paul Jones đang đi dạo trên bờ biển Grace Jamos đã bất ngờ phát hiện hài cốt của một sinh vật kỳ lạ, có phần đuôi rất giống với người cá, còn đuôi và đầu thì tương đối nguyên vẹn. Nhưng nhìn chung thì cả hai sinh vật kể trên đều trông rất đáng sợ, khác xa với những nàng tiên cá đẹp long lanh, lóng lánh trên phim các bạn ạ. Và tiếp theo là một đồ vật có thể khiến các bạn há hốc không tin là chúng tồn tại.
Thứ bảy, một con mắt khổng lồ. Eo ơi, không biết sinh vật to lớn nào lại để lạc mất một con mắt đi chơi lang thang thế này không biết. Được biết vào năm 2012, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa các nhà khoa học sau khi họ phát hiện ra một con mắt khổng lồ trôi dạt vào bờ biển Florida của Mỹ. Ban đầu, chẳng ai hiểu phần cơ thể kỳ lạ này đến từ đâu và của sinh vật nào, chỉ biết là nó to bằng cả lòng bàn tay của một người trưởng thành. Sau 749 cuộc nghiên cứu, giả thiết nó thuộc về loài cá kiếm, nhận được sự đồng tình nhiều nhất. Và ngoài con mắt khổng lồ đầy kỳ dị, thì vào năm 2017, người ta còn phát hiện ra một con rùa siêu to khổng lồ, nặng tới 700 kg, đã trôi dạt vào bờ biển Casella gần Barcelona trên bờ biển đông bắc của Tây Ban Nha. Theo báo cáo ghi lại, đây là con rùa luyết, là loài rùa biển lớn nhất và là loài bò sát lớn thứ tư sau 3 loài cá sấu chứ danh. Tuy nhiên, điều đặc biệt nằm ở đây đó là con rùa thứ hai trôi dạt trên biển Tây Ban Nha cũng vào tháng 9 năm 2017. Và tiếp theo là một thứ đã từng xem là tuyệt chủng nhưng nay lại bất ngờ phát hiện, khiến ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Thứ 8, răng cá mập Megalodon. Nhắc đến cái tên Megalodon là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới loài cá mập lớn nhất trên thế giới, từng sống trên trái đất và là một trong những loài săn mồi có xương sống lớn nhất trong lịch sử tự nhiên, sinh sống cách đó khoảng 16 cho tới 2,6 triệu năm, với kích thước cơ thể siêu to khổng lồ, có thể nặng tới 50 đến 60 tấn và chiều dài cực khủng 18 mét, khiến chúng trở thành sát thủ kinh hoàng nhất, xương xương cũng đủ đè bẹp một chiếc ô tô tầm trung. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất của Megalodon chính là bộ răng của chúng, với tổng cộng khoảng 276 chiếc răng sắc nhọn và mỗi chiếc dài tới 21 cm như một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Loài cá mập khổng lồ này thực sự đã khiến các sinh vật sống cùng với nó phải khiếp sợ. Kinh khủng khiếp hoảng hốt là như vậy, nhưng không hiểu thế nào mà răng của loài hung thần biển cả này lại lạc trôi vào một bãi biển ở South Carolina. Theo đó, một người phụ nữ có tên là Missy Chasewell đang tung tăng dạo chơi trên bãi biển thì ánh mắt của bà đã vô tình va phải một chiếc răng siêu to khổng lồ trong một cái hố chỉ cách bờ biển vài mét. Khi nhặt nó lên thì bà đã hoàn toàn bị sốc vì sự to lớn khác thường của chiếc răng này. Thậm chí, chiếc răng lớn có thể che phủ phần lớn bàn tay của bà Chasewell và bà đã nhanh chóng chia sẻ rộng rãi hình ảnh chiếc răng kỳ lạ này trên mạng xã hội. Bất ngờ thay, các chuyên gia nhận định mẫu vật này rất có thể thuộc về một con cá mập Megalodon dài khoảng 5 mét và đã sống cách đây khoảng 20 triệu năm. Uầy, đúng là không gì có thể không xảy ra các bạn nhỏ. Nhưng mà chưa hết bất ngờ đâu nha, vì sau đây là một báu vật quý giá do một người may mắn nhặt được. Thứ 9, báu vật Long Diên Hương. Dành cho những ai chưa biết thì Long Diên Hương chính là một chất xác màu xám với thành phần là chất béo được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Chúng được ví như trầm hương của biển khơi với giá trị ước tính có thể quý hơn cả vàng, khiến bất kỳ đại gia nào cũng khao khát có được. Ấy vậy mà một người thu gom rác trên bãi biển Thái Lan chỉ hy vọng nhận được ít ve chai bán kiếm tiền sống qua ngày đã bất ngờ tìm thấy báu vật Long Diên Hương với giá trị có thể lên tới cả chục tỷ đồng. Theo đó, khi đang lần mò nhặt ve chai trên bãi biển Songkla, miền Nam Thái Lan, thì anh Surajesh Chanchu đã tìm thấy vật thể lạ nặng hơn 16 kg, nghi là Long Diên Hương, chất béo do cá voi nôn ra, có giá trị đắt hơn cả vàng ròng, nổi tiếng trong ngành chiết xuất và pha chế nước hoa. Thì ngay sau đó, Surajesh đã liên hệ với chính quyền địa phương nhờ các chuyên gia đến xác thực vật thể mình tìm thấy trên bãi biển Songkla. Kết quả, đây chính là Long Diên Hương với tuổi đời ước tính cũng gần 100 năm. Theo giá thị trường, Long Diên Hương này có thể được bán với giá gần 43.000 đô la 1 kg. Tính xương xương, vật thể mà Surajesh tìm thấy có thể mang về cho ông cả một gia tài tới 670.000 đô la, tức là gần 16 tỷ đồng. Uầy, đúng là đi biển lắm thì có ngày giàu to các bạn ạ. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất nhiều những điều ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ. Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video thì đừng quên cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.